Hello mọi người, video ngày hôm nay thì Trinh sẽ swatch một bộ sưu tập son mới ra mắt gần đây có tên là Milo Belle Matte Lipstick. Dòng son này thì được sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Yeowan Cash. Cho nên mọi người khi mà mua son tại Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả nha. Bộ sưu tập son này thì có 5 màu sắc khác nhau và phù hợp với mọi loại da luôn. Mỗi một em son này thì được đựng trong một cái vỏ giấy màu đen có in dòng chữ trắng bạc, nhìn rất là sang trọng. Khi mà mở son ở bên trong thì thân son cũng tông màu chủ đạo là màu đen và có một cái dòng logo bé bé ở bên dưới. Nắp son thì được hút bằng nam châm nên là mọi người không sợ nắp son sẽ bị rơi ra ngoài khi mà bỏ vào túi. Màu đầu tiên trên swatch là màu 701 Ruby Red. Màu này là một màu đỏ lạnh siêu sang chảnh và sành điệu. Màu này có thể nói là màu ấn tượng nhất trong bộ sưu tập. Những màu đỏ lạnh như thế này thì sẽ làm răng của mọi người rất trắng và da của mọi người cũng sáng hơn nữa. Chất son của dòng son này là một chất son matte lên môi cực nhẹ, không hề nặng môi một chút xíu nào luôn. Và Trinh cảm nhận là trong đây có chất dưỡng trong đó, cho nên là làm môi của Trinh rất là mềm. Trinh swatch 5 thỏi liên tục thì môi của Trinh không hề bị khô. Mặc dù là mình không có tẩy tế bào chết cho môi kỹ trước khi đánh son đâu, nhưng mà mình thấy là những cái lớp da chết và vân môi của mình không hề bị lộ. 702 Classic Brown, đây là một tông cam đất thần thánh, được dự đoán sẽ là một trong những màu hot nhất. Đây là một màu son đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Trinh nghĩ là mọi người có thể diện được mọi hoàn cảnh và mọi kiểu make up luôn. Đây là dòng son lì cho nên là độ bám màu của nó cũng khá tốt. Nhưng mà mọi người ăn uống thì nó chỉ trôi đi một ít thôi chứ không có trôi hoàn toàn. 703 Marmalade Red, đây là một tông đỏ thuần cực kỳ tươi tắn và rạng rỡ. Những bạn nào mà không thích sắc đỏ pha quá là nhiều thì mọi người hoàn toàn có thể chọn tông màu này nha. Chất son khi mà lên môi thì cực pigmented, lên rất là đậm, chuẩn màu và không hề bị bột luôn. 704 Unique Red, đây là một màu đỏ gạch, màu son yêu thích nhất mọi thời đại của Trinh đây. Màu này thì mọi người không muốn quá nổi bật có thể đánh lòng môi. Còn khi mọi người muốn sang chảnh quý phái, da trắng sáng hơn thì mọi người có thể đánh full môi luôn nha. Cuối cùng 705 Cherry Wine, đây là một màu son khá là ấn tượng và siêu sang chảnh. Khi mà nó lên môi tuy có làm môi hơi khô hơn một tẹo, nhưng mà màu lại rất là đẹp. Kiểu này thì mọi người đánh xí mũi lòng môi cũng rất là hợp luôn. Vừa rồi thì Trinh đã swatch toàn bộ 5 màu son trong bộ sưu tập Milo Belle Matte Lipstick. Mọi người thích màu nào nhất hãy comment bên dưới cho Trinh biết nha. Tiếp theo đây sẽ là thể lệ giveaway của chúng ta. Cái thứ nhất là mọi người hãy follow YouTube channel của Trinh. Thứ hai là follow Instagram và Facebook. Cuối cùng là mọi người hãy comment bên dưới trong video này màu son mà mọi người thích nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye bye.